thù, mà có thể là người ta có thể giải thích là một hình của một đoàn quân, hoặc là hình của một ông vua, hoặc là không phải là ông vua nhưng mà người gọi là người chủ lĩnh thôi. Ừ. Nó mang màu lâu gạch gạch cua ấy, với lại màu đỏ như máu. Có một ông nghiên cứu về cái khu vực này, mà có nhà nghiên cứu vào, nhưng mà xây cầu nó vào, không chưa được nhà nước đầu tư vào, thế nên bây giờ đang bỏ ngỏ ấy chứ. Nó ở chùa Vân Long cũng có đây, ở trong vách một số vách.